vừa nãy đúng không? Ừ. Còn 2, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9. Hồi tại nó ngóc lên. Ai giấy vuông nha, ai giấy vuông anh để mấy lùng dùng nè. Còn 18, 19 trứng lận. Mình nãy giờ có công việc đột xuất nên chưa có cắt trứng được. Màu rất là đẹp luôn. Mới nó đỏ hồng vậy là lúc nó còn nở nè. Nó còn trong trứng, khi nó ra rồi cái màu nó trắng. Móp sạp gì hết. Úc đâu thôi? Úc là cô ngoại. Làm gì? Úc
Thôi con đừng lỡ. Không được. Tì đắng coi điện thoại đi kìa Tì. Ổ này được 28 trứng. 28 trứng full smoke luôn. Thu lại quay gì mạnh nha Thu.
Bao nhiêu người đang xem vậy thôi? 10 sao. Trứng đi. Trứng này trứng gì đi? Trứng gì? Trứng gì? Trứng chăn. Tôi quay đi em. Con đã đớm đẹp vậy. Đấm đẹp ghê không? Cho nó bình luận. Học cái đầu đi, đi học lịch sử đó nghe con.
Được 24, 28, 9. Hello. Mới chơi gậy nó hung dữ vậy. Rồi thôi xong. Mình kết thúc clip tại đây nha, để yên tĩnh cho nó nghỉ.